Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 4 tháng 12, chúng tôi sẽ tiếp tục với chủ đề về quân đội Israel. Ngày hôm qua, chúng tôi đã điểm qua về lịch sử chiến đấu của quân đội nước này, còn trong hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận với nhau về tổ chức trang bị hiện nay của lực lượng quốc phòng Israel. Có thể nói, hiện nay, nguy cơ xung đột giữa Israel với một số quốc gia khối Ả Rập vẫn hiện hữu. Hàng năm, Israel vẫn phải thường xuyên tiến hành các cuộc không kích nhắm vào một số vùng ở Syria, Palestine và Liban. Trong khi đó, tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Palestine hay Liban cũng thường xuyên pháo kích vào vùng biên giới với Israel. Do đó, quân đội Israel vẫn nằm trong tình trạng chiến đấu rất cao, nhưng không vì thế mà họ duy trì một đạo quân thường trực đông đúc. Thay vào đó, tổng quân số thường trực của Israel chỉ có 169.500 binh sĩ, trong đó có 102.500 lính nghĩa vụ và 465.000 quân dự bị. Ước tính, ngân sách quốc phòng năm 2019 lên tới 20,5 tỷ đô, tương đương với 5,3% GDP. Hầu hết người Israel thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 18 tuổi, bao gồm cả nam và nữ giới. Nam giới phục vụ trong 2 năm 8 tháng, còn nữ giới phục vụ trong 2 năm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nam giới Israel tham gia lực lượng dự bị và thường xuyên thực hiện đến vài tuần nhiệm vụ dự bị mỗi năm cho đến khi 40 tuổi, trong khi hầu hết nữ giới được miễn nhiệm vụ dự bị. Ít quân, nhưng Israel vẫn là lực lượng quân sự mạnh nhờ vào việc trang bị hệ thống vũ khí cực kỳ hiện đại. Các trang bị đó chiếm tới quá nửa do Israel tự sản xuất, phần còn lại được mua từ Mỹ. Đáng chú ý, nhiều hệ thống vũ khí của họ được tối ưu lớn cho việc bảo vệ con người, tăng khả năng sống sót kể cả khi trang bị phá hủy. Chi tiết như thế nào, ta hãy cùng khám phá từng nhánh cấu thành lực lượng quốc phòng Israel. Thứ nhất, về lục quân Israel, hiện nay họ có 133.000 quân thường trực và 380.000 quân dự bị. Đạo quân này được tổ chức thành 5 quân đoàn, bộ binh, thiết giáp, pháo binh, công binh, tình báo và trinh sát. Trong quân đoàn bộ binh có 6 lữ đoàn, quân đoàn thiết giáp có 4 lữ đoàn. Vũ khí cá nhân của bộ binh rất hiện đại, được cập nhật mới liên tục. Trước năm 2009, họ sử dụng khẩu Tavo TR-21 mà Việt Nam có nhập khẩu cho Hải quân đánh bộ. Nhưng hiện nay, họ đã thay thế chúng bằng khẩu Tavo X-95 còn hiện đại hơn gấp nhiều lần. Loại này được kết cấu kiểu mô đun hóa, cho phép thay nòng dễ dàng, chuyển từ cỡ đạn súng trường 5,56 sang cỡ đạn tiểu liên 9x19. Thân súng có thể gá nhiều phụ kiện, gồm các thiết bị ngắm quang học, laser điểm đỏ, cho phép tác xạ một cách chính xác nhất. Hỏa lực chống tăng mang vác cá nhân của lính Israel có khá nhiều loại, nhưng chủ yếu là binh sĩ dùng dòng súng chống tăng Matador 90mm và B300 Sipon 82mm. Lưu ý, cả hai loại này đều là dạng dùng một lần, bắn xong một phát là vứt luôn. Đối với tên lửa chống tăng mang vác, Israel hiện dùng phổ biến các tổ hợp tên lửa Spy do nước này tự sản xuất. Khối lượng mang vác của tổ hợp này chỉ nặng khoảng 30-40 cân gồm cả đạn và bệ phóng. Tầm bắn tùy phiên bản, từ 200m tới 2.500m hoặc 4.000m. Chúng có thể xuyên 700mm thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ. Lưu ý, Spy được xếp vào dạng tên lửa chống tăng thế hệ 4, trang bị đầu từ dẫn hồng ngoại hoặc quang điện kết hợp. Các tính năng của nó gần như tương đương với dòng Javelin của Mỹ, nhưng có giá rẻ hơn nhiều. Về trang bị cơ giới, do điều kiện địa hình gồm các đồng bằng trải dài, nối liền với các vùng đất chiến tranh liên biên, cho nên Israel hiện duy trì lực lượng tăng thiết giáp rất hùng mạnh. Đối với xe tăng, về số lượng, hiện họ biên chế khoảng 1.300 đến 1.500 xe tăng, nhưng chỉ có 500 chiếc trực chiến, phần còn lại được niêm cất. Về chủng loại, Israel hiện không mua trang bị từ Mỹ hay Anh mà độc lập phát triển dòng tăng Merkava với thiết kế phù hợp nhất dành riêng cho nước này. Trong đó, loại hiện đại nhất mà Israel đang sử dụng là Merkava MK4, được sản xuất từ năm 2004. Nó được giới phân tích đánh giá là một trong những chiếc xe tăng có lớp giáp tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, các tham số của giáp tới nay vẫn là điều bí ẩn. Chỉ biết rằng nó được thiết kế để lắp các mô đun giáp bao ngoài, có thể thay thế khi bị phá hỏng. Ngoài ra, nó còn được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy, tương tự như Stora của Nga. Về thiết kế khung thân, Merkava MK4 có lối bố cục khác hẳn so với tăng truyền thống. Thường thì xe tăng truyền thống chia làm 3 phần. Phần đầu là vị trí của lái xe, khoang giữa là khu vực tháp pháo và động cơ đặt ở đuôi. Nhưng Merkava MK4 thì ngược lại, động cơ nằm ở đầu xe, khoang giữa là tháp pháo và khoang đuôi có thể chở thêm binh sĩ. Ví dụ một chiếc xe tăng MK4 có kíp lái 4 người nhưng có thể chở thêm 8 binh sĩ như xe chở quân. Đuôi được bố trí một cửa hậu cho phép binh sĩ ra vào và thoát hiểm khi cần. Thiết kế này được đánh giá là đề cao tính an toàn cho kíp lái. Khi xe bị phá hỏng, họ có thể nhanh chóng rời khỏi xe bằng cửa hậu. Hỏa lực của Merkava MK4 cũng không tồi. Nó được trang bị khẩu pháo nòng trơn 120mm với hệ thống hỗ trợ nạp đạn bán tự động, cơ số đạn 48 viên. Không giống như tăng Mỹ hay tăng Anh, pháo tăng 120mm của Israel được tích hợp phóng tên lửa chống tăng Lahat, có thể hạ mục tiêu ở cự ly đến 8.000m. Đây là đặc điểm thường thấy trên các xe tăng Nga và Trung.
Nói chung, Merkava MK4 là một dòng tăng độc đáo, nhưng không phải là nơi nào cũng có thể dùng nó một cách hiệu quả. Vì Israel khi thiết kế tăng, họ chú trọng tới yêu cầu của riêng họ, rút ra từ kinh nghiệm của các cuộc chiến. Thành ra, với Israel thì hợp lý, nhưng không chắc các nước khác cũng hợp. Dù vậy, có muốn cũng không mua được vì Merkava MK4 thuộc diện vũ khí cấm xuất khẩu ở Israel. Về xe thiết giáp, nước này hiện có khoảng 5.000 đến 7.000 phương tiện, nhưng chiếm tới 80% là dòng xe M113 của Mỹ, với khoảng 5.500 chiếc, nhưng thực tế trực chiến chỉ 500 chiếc. Phần còn lại là một số dòng xe thiết giáp đặc biệt được Israel thiết kế dành riêng cho mình. Đó là các dòng xe thiết giáp chở quân hạng nặng, lấy khung gầm xe tăng cũ, cải tạo lại thành phương tiện chở quân. Đặc điểm của phương tiện này là tốc độ trung bình, bù lại lớp giáp dày, tăng khả năng bảo vệ sự sống cho binh sĩ trên chiến trường. Có thể điểm qua một số phương tiện như xe thiết giáp Exazit, dùng khung gầm xe tăng T-54 thu được của Ai Cập trong chiến tranh. Ba dòng xe Namatron, Napadon, Napuma cùng lấy khung gầm xe tăng Centurion của Anh. Xe thiết giáp Nemer được làm trên khung gầm tăng Merkava, trang bị giáp phản ứng nổ kết hợp hệ thống phòng vệ Joffrey, biến nó trở thành chiếc xe bọc thép tốt nhất trên thế giới. Chiếc xe có thể chở được 12 người, di chuyển 500 cây số, tốc độ 60 cây số trên giờ. Về pháo binh, Israel hiện có khoảng 1.200 đến 1.500 khẩu pháo các loại, từ pháo xe kéo tới pháo phản lực, pháo tự hành và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật. Về pháo kéo xe, hiện họ chỉ duy trì 300 khẩu pháo M71-155mm. Pháo tự hành thì chủ yếu dùng 600 khẩu M109 mua của Mỹ, nhưng được nâng cấp theo chuẩn riêng của Israel. Pháo phản lực phóng loạt thì họ dùng khoảng 48 hệ thống M270 của Mỹ, có tầm bắn xa từ 32 đến 70 cây số, và RAR-160-160mm có tầm bắn từ 12 đến 45 cây số do nước này tự sản xuất. Chú ý, trong cuộc chiến Azerbaijan và Armenia vừa qua, Azerbaijan được cho là đã sử dụng LAR-160 bắn các viên đạn rocket với đầu đạn chùm, gây thương vong lớn cho người Armenia. Đối với tên lửa đạn đạo, hiện Israel đang duy trì hai loại vũ khí gồm đạn rocket đối đất 300mm Ischa có tầm bắn 150 cây số và tên lửa đạn đạo Rora có tầm bắn 400 cây số. Trong đó, đạn rocket Ischa là thứ mà Việt Nam đã mua và trang bị nó cho lữ đoàn tên lửa bờ 685 của Hải quân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về không quân Israel, một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất ở Trung Đông. Chúng ta đã nghe nhiều về họ trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, với kỳ tích diệt 400 máy bay trong 24 tiếng. Đến nay, đã qua nửa thế kỷ, họ vẫn là lực lượng đáng sợ nhất tại đây và hàng năm đều lập nhiều chiến công khiến cả Nga cũng tức điên. Điển hình là vụ đêm ngày 17 tháng 9 năm 2018, những chiếc F-16 của Israel sau khi không kích Syria trên đường rút lui, chúng đã láo cá bay gần chiếc trinh sát cơ IL-20 của Nga. Phòng không Syria trong cơn tức tối vì bị Israel không kích đã hăng máu ấn nút khai hỏa. Kết quả là phang nhầm chiếc IL-20 của Nga, trong khi F-16 thì vô sự. Theo giới phân tích, do tiết diện phản xạ radar của IL-20 lớn hơn, thành ra hệ thống dẫn đường của tên lửa S-200 Syria đã nhận nhầm mục tiêu. Thay vì nhắm vào tốp F-16, nó đã lao vào chiếc máy bay xấu số của Nga. Hiện nay, không quân Israel có quy mô 34.000 quân thường trực, 55.000 quân dự bị, trang bị 684 máy bay các loại, đa số là tiêm kích mới và hiện đại của Mỹ. Tổ chức của không quân Israel hiện có 4 không đoàn, tương đương với cấp sư đoàn ở Việt Nam, 6 căn cứ không quân. Mỗi căn cứ không quân lại biên chế các phi đoàn tiêm kích, vận tải, trực thăng hỗn hợp. Về trang bị, đối với không quân chiến đấu, Israel đang duy trì hơn 300 máy bay các loại gồm các thế hệ F-35, F-15 và F-16. Đây đều là những tinh hoa của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, và Israel với tư cách là đồng minh thân cận, là chiến binh chế áp khối Ả Rập, họ được người Mỹ cung cấp cấu hình tốt nhất. Thậm chí, riêng những chiếc F-35, họ ưu ái cấu hình riêng cho người Do Thái. F-35 cũng có thể mang phóng tên lửa không đối không và bom thông minh của Israel. Đáng chú ý, Israel cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới ngoài nước Mỹ sử dụng F-35 trong chiến đấu. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, F-35 của Israel đã thực hiện hai cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở Syria. Về không quân vận tải, Israel hiện có khoảng 75 chiếc, trong đó đóng vai trò nòng cốt là các máy bay vận tải C-130 của Mỹ. Không quân trực thăng có khoảng 120 chiếc các loại, đa phần mua của Mỹ, một số rất ít mua từ Pháp. Trong đó, đáng lưu tâm là 48 chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache, cấu hình cho nhiệm vụ chống tăng, và 48 chiếc trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk. Ngoài các đơn vị không quân thuần túy, Israel còn duy trì các đơn vị không quân tác chiến đặc biệt gồm 3 máy bay chỉ huy cảnh báo đường không và 9 máy bay trinh sát điện tử. Không quân Israel hiện cũng làm nhiệm vụ quản lý thêm Bộ Tư lệnh Phòng không, chịu trách nhiệm bảo vệ không phận và phòng thủ tên lửa. Tổ chức của lực lượng này có 3 trung đoàn đóng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trang bị của lực lượng này thì khỏi bàn, vô cùng hiện đại với các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và 3 hệ thống phòng không, 3 lớp bảo vệ bầu trời của Israel.
Một là hệ thống đánh chặn Iron Dome, hay còn gọi là vòm sắt. Hệ thống được thiết kế để chuyên đánh chặn, phá hủy các đầu đạn rocket, đạn pháo được bắn từ phía dải Gaza. Trước khi có Iron Dome, hàng năm, Israel thường xuyên hứng chịu vài ngàn quả rocket được bắn từ Liban vào miền Bắc Israel. Dù đa phần, các quả đạn đều không đi trúng đích, nhưng ít nhất 44 dân thường đã thiệt mạng. Đó là lý do cấp thiết để họ đào sâu suy nghĩ, phát triển hệ thống chuyên đánh chặn đạn rocket. Hệ thống vòm sắt ra đời vào năm 2011 đã góp phần đánh chặn 90% quả đạn rocket nhắm vào khu vực dân cư trong tháng 3 năm 2012. Một khẩu đội Iron Dome gồm có 3-4 bệ phóng, radar và hệ thống kiểm soát hỏa lực. Ước tính, một khẩu đội có thể bảo vệ vùng có diện tích 150 cây số vuông. Một bệ phóng được trang bị tới 20 quả đạn Tamin, tích hợp đầu dò quang học, tầm bắn từ 4-70 cây số. Hệ thống này hiện thường xuyên bị chê là đắt đỏ, khi một quả đạn có giá 100.000 đô được phóng lên chỉ để đánh chặn đạn rocket giá 800 đô. Dù chê là như vậy, nhưng các chuyên gia ngồi bàn giấy cũng tắc tị, không biết là nên dùng giải pháp nào để ngăn chặn đạn rocket từ Liban và Palestine bắn vào. Thành ra, vòm sắt hiện vẫn là giải pháp số 1. Thứ hai, đó là hệ thống phòng thủ tên lửa David Sling do Israel phát triển, được trang bị từ năm 2017. Loại này được thiết kế để chuyên đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn như Iskander của Nga, DF-15 của Trung Quốc. Đạn tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly 160 cây số. Cuối cùng là hệ thống phòng thủ tên lửa Aroba, được triển khai từ năm 2000. Mục tiêu là để chống lại các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa của Syria, Iran và Ả Rập Xê Út. Loại này có tầm bắn từ 90-150 cây số, có thể đánh chặn mục tiêu ở tầng ngoài khí quyển, tốc độ di chuyển Mach 9. Hệ thống được trang bị siêu radar LM2080, có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 500 cây số, theo dõi 30 mục tiêu di chuyển với tốc độ 3.000 m/s. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với thành phần thứ 3 của lực lượng quốc phòng Israel, đó là Hải quân Israel. Hải quân Israel hiện có quy mô chỉ 10.000 quân thường trực, trang bị chỉ 72 tàu xuồng, được chia làm 3 hải đội. Nếu so với hải quân Iran hay một số quốc gia Ả Rập, thì hải quân Israel bé nhỏ hơn nhiều, nhưng không có nghĩa cứ bé là yếu, ít nhất là với người Do Thái. Chi tiết ra sao, ta hãy xem thử đội tàu của họ. Với lực lượng tàu mặt nước, Israel có tiềm lực nhưng không trang bị khinh hạm Frigate, mà thay vào đó họ thích sử dụng tàu hộ tống nhỏ hơn. Các trang bị lớn nhất tới năm 2020 là 3 chiếc tàu lớp Sa 5, có lượng giãn nước chỉ 1.200 tấn, nhưng cấu hình vũ khí của chúng thì nhồi không khác gì tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn. Trang bị 8 tên lửa chống hạm 130 cây số, 64 tên lửa phòng không Barak 1 có tầm bắn 10 cây số và 6 ngư lôi 324 ly, không lắp pháo. Nó được trang bị một sân đỗ và hangar cho trực thăng. Hiện Israel cũng đang đặt đóng mới 4 tàu hộ tống cỡ 1.900 tấn, lớp Sa 6, do nước này tự thiết kế nhưng đóng theo công nghệ của Đức với đơn giá 480 triệu đô một chiếc. Tàu 1.900 tấn, giá gần nửa tỷ đô là đắt. Nhưng mà đắt thì sắt ra miếng. Con tàu dài 90m này nhồi cấu hình vũ khí vượt xa tàu Gepard 3.9. Nó được trang bị 32 tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa Barak 8, tầm bắn từ 0,5 đến 100 cây số. 20 tên lửa phòng không tầm thấp Sidom, nó là phiên bản của hệ thống vòm sắt. 16 tên lửa chống hạm có tầm bắn 200 cây số, 6 ngư lôi 324 ly và một trực thăng chống ngầm. Phải thực sự bái phục độ nhồi nhét vũ khí của Israel lên tàu chiến. Ngoài loại tàu này, Israel hiện còn duy trì 8 tàu tên lửa nhỏ cỡ 400 tấn, nhưng cấu hình vũ khí thì không thua tàu hộ tống 1.000 tấn. Vẫn là khả năng nhồi nhét vũ khí, họ lắp cho lớp tàu Sa 4.5 4-8 tên lửa chống hạm, 32 tên lửa phòng không tầm thấp. Israel hiện cũng duy trì lực lượng tàu ngầm nhỏ nhưng rất hiện đại, với 6 chiếc lớp Dolphin do Đức thiết kế, nhưng tích hợp nhiều công nghệ riêng của Israel. Các tàu này có lượng dẫn nước 1.900-2.000 tấn, có 3 chiếc được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP, cho phép thời gian lặn kéo dài hơn. Đặc biệt về vũ khí, có nguồn tin cho rằng Israel đã tích hợp tên lửa hành trình Popeye Turbo có tầm bắn tới 1.500 cây số cho tàu ngầm Dolphin. Loại tên lửa này được cho là tác giả đã hủy diệt căn cứ tên lửa bờ K-300P Bastion P của Syria vào năm 2013. Trong tương lai, Hải quân Israel dự định sẽ đóng thêm 3 chiếc Dolphin mới để thay thế cho 3 chiếc cũ, mua từ những năm 1990. Về đội tàu mặt nước, Israel đang lên kế hoạch chế tạo lớp Sa 72 cỡ 800 tấn, để thay thế cho tàu tên lửa nhỏ Sa 4.5. Dự kiến, lớp 72 sẽ được tích hợp cấu hình gần tương đương lớp Sa 6, nhưng tiết giảm số lượng để vừa với tàu cỡ 800 tấn. Nói chung, Hải quân Israel là lực lượng chuẩn theo phương châm, tinh, gọn, hiện đại. Đừng thấy mình nhỏ mà khinh, đụng vào mình là mình cho bạn chầu Long Vương ngay. Xu hướng thiết kế tàu chiến của Israel cũng là một thứ mà nhiều quốc gia phải học hỏi. Nếu Việt Nam cũng làm được các kiểu tàu tương tự thì thật là tuyệt vời. Hiện ta cũng có đội tàu tên lửa 500 tấn, nhưng cấu hình nghiêng về chống hạm, trong khi khả năng phòng không, chống ngầm yếu hoặc không có. Ngoài ba nhánh trên,
Israel thực ra lâu nay được coi là một trong các cường quốc hạt nhân, nhưng họ chưa bao giờ tổ chức riêng, hoặc ít nhất là không công khai các đơn vị tên lửa chiến lược. Israel được cho là đã thử nghiệm hạt nhân vào năm 1966, đưa họ trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên từ đó tới nay, họ không phủ nhận cũng không thừa nhận rằng mình có vũ khí hạt nhân. Thành ra, nói gì thì nói, các quốc gia như Iran có không thừa nhận Israel thì cũng không dám thực hiện các cuộc tấn công quy mô nhắm vào nước này bằng tên lửa đạn đạo hay là đe dọa hạt nhân. Bởi theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Israel hiện đã sở hữu khoảng 75-200 đầu đạn hạt nhân. Còn Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thì cho rằng họ có 80 đầu đạn và 50 tên lửa đạn đạo Rericho. Rericho là series tên lửa đạn đạo được Israel độc lập phát triển từ những năm 1960. Hiện nay, họ được cho là đã trang bị hai loại tên lửa Rericho gồm thế hệ 2 tầm bắn 7.800 cây số và thế hệ 3 có tầm bắn 11.500 cây số. Nhìn chung, hiện nay quân đội Israel được tổ chức và trang bị theo hướng tinh, gọn và hiện đại, khi cần mới phải động viên thêm nhưng cũng không quá 1 triệu người. Thực tế trong các cuộc chiến tranh năm 1967 và 1973, chưa bao giờ Israel cần tới 1 triệu người để giải quyết, quá lắm chỉ tới nửa triệu người. Con người giỏi cộng vũ khí hiện đại thì đánh đâu thắng đó. Đó là hướng phát triển mà quân đội nhân dân Việt Nam nên hướng tới. Duy trì một đạo quân vừa phải nhưng vũ khí phải hiện đại. Và thực tế, hiện nay Việt Nam đang có hợp tác quân sự sâu rộng với Israel. Hy vọng rằng sau lực lượng xe tăng, pháo binh, tên lửa, Việt Nam sẽ sớm có hợp tác sâu hơn về hải quân. Hải quân Israel thực sự có những giải pháp mà ta cần học hỏi. Bản tin 19 giờ ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Thực ra với Israel, vẫn còn một phần nữa cần nói, đó là công nghệ UAV, nhưng nó rất lớn và phức tạp. Chúng tôi xin hẹn các bạn vào một dịp khác. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.